Mẹ, sao mẹ cứ như vậy với con hoài vậy? Trời ơi, có cái gì đó mà con cứ sùm hoài thì á, mẹ ăn miếng mận không xong với con chút xíu nữa là sặc muối ớt rồi đó. Mẹ lúc nào cũng kiểm soát con hết á, sao mẹ không gắn chip lên người con luôn nè? Trời, mẹ gắn được, mẹ cũng đã gắn rồi. Mẹ, con, mẹ làm như vậy á là bởi vì mẹ lo lắng cho con, mẹ muốn làm điều tốt cho con thôi. Con về Việt Nam, con một thân một mình à, lỡ con có chuyện gì rồi mẹ làm sao? Mẹ đừng có coi con như con nít nữa được không? Con hơn 20 tuổi rồi còn gì nữa. Khùng quá, 20 tuổi vẫn là con nít trong mắt mẹ. Dạ, con chào cô. À, cô đừng có lo, có gì con sẽ chăm sóc cho Hạnh. Trời, chuyện gia đình của tôi không có cần cậu. Chả lẽ tôi chỉ có một đứa con mà tôi không lo được cho nó sao? Mẹ, mẹ cứ như vậy hoài, con đi về Mỹ, tiệm này ở đây mẹ tự lo nha. Gì vậy? Hạnh. Cái gì vậy? Gì vậy con? Hạnh! 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 Mẹ! Con đi đâu đó? Con đi ra ngoài chơi chút. Đi với ai? Mấy giờ về? Mẹ! Mẹ hứa là không có can thiệp vô chuyện của con nữa rồi mà. Ủa? Mẹ đâu can thiệp gì vô chuyện của con đâu. Tại vì á, mẹ ở Sài Gòn từ nhỏ, thành ra là mẹ biết rất nhiều những chỗ mà vui chơi rồi tham quan thắng cảnh đồ này kia nọ. Mẹ muốn chỉ cho con mà. Vậy mẹ thử chỉ con coi. Con có thể đi sở thú. Ở đây người ta kêu bằng Thảo Cầm Viên đó, con hiểu không? Vô trong đó đi. Thú thì giờ không còn nhiều hết trơn á, nhưng mà ngắm thú làm chi, con vô con ngắm người. Ôi mẹ. Đi hồ con rùa. Con rùa thì mất rồi nhưng cái hồ còn. Ôi con không đi mấy cái chỗ đó đâu. Thôi đi đầm sen đi, đi đạp vịt. Không, hồi mấy cái gu đó là gu của mẹ, con tự đi. Nè. Mệt quá. Muốn đi đâu đi đi. Mới chuyển tiền vô trong thẻ rồi đó, đi kiếm cái chỗ nào mà cà thẻ được á. Thì gặp mẹ. Dạ, chào cô. Đi em. Ừ. Gì vậy? Ủa, con đi với anh Phát hả? Dạ. Đáng lý ra đó, tụi con đi chơi là phải rủ nhiều nhiều, đông đông đi nó mới vui. Rủ thêm thằng Tính đồ đi, rồi có gì không mẹ đi chung cũng được. Ôi mệt, mẹ quá à. Con đi nha. Anh, đi ăn sushi đi, mẹ mới chuyển tiền cho em. Chào cô. Thứ gì mà dạy trai thấy sợ thiệt á. Mà thực ra dạy trai thì cũng có phần thú vị đó, nhưng mà tại vì nó dạy với cái thằng mình không có ưa cho nên mình bực mình. Anh làm cái gì vậy? Không biết nữa, tự nhiên bị rùng mình. Tự nhiên rùng mình? Chắc ai chửi anh á. Chắc mẹ em chửi anh á. Mà thì anh không hiểu nổi nữa. Anh vừa đẹp trai nè, vừa tài giỏi vậy nè, mà mẹ em lại ghét anh. Ai biểu anh là con của dì qua anh làm gì? Đối thủ không đội trời chung với mẹ mà. Nhưng mà không sao, em không ghét anh là được rồi. Em không ghét anh là được. Ừ. À, cho anh ôm cái nha. Ông nha, tôi chở giùm mấy người thôi á, chứ tụi phải ôm đâu nha. Nhưng mà em chạy nhanh anh sợ quá à. Chạy thôi cho anh chị chung nha. Không được vịn. Anh mà vịn tôi, đụng vô người tôi la làng lên cho biết á. Tôi dịnh luôn. Ê, ê, con la đi, con la đi. Bỏ tay ra tỉa bây giờ. La đi, la đi. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà không biết chạy xe. Không được, mình phải để cho gia đình mình bất ngờ chứ. Chụp một tấm selfie mới được. Anh làm gì đi theo tôi hoài vậy? Định giật điện thoại của tôi hả? Em mượn con xuống giúp. Ê, anh làm gì vậy? Ê, buông tay ra. Buông tay ra. Ăn gì? Cướp. Bỏ người. Không ra ăn cướp mà. Ăn cướp. Không ra ăn cướp. Ôi dạ. Cướp mà. Cướp mà. Cướp mà. Cướp mà. Không ra ăn cướp. Cướp như làm gì? Anh rõ ràng. Ôi dạ. Túi sách của tôi. Không có. Tôi thấy cái túi đẹp quá. Tôi định hỏi là cô mua ở đâu. Để
để tôi mua túi đeo. Sao ông nói sớm? Ai biết đâu. Nói sớm thì đâu có nói được cái gì đâu mà nói. Tôi là anh vậy. Ôi da, trời ơi, trời ơi, còn gì nhan sắc của tôi nữa. Xin lỗi anh. Lỗi cái gì mà lỗi. Anh có sao không? Cũng may anh đẹp trai nha. Nhưng hồn là chết với tôi rồi đó. À, ê anh đứng đó, đừng lại gần tôi. Cô sao vậy? Tôi được rồi đó. Tôi cảm ơn anh nha. Anh tên gì vậy? Anh cho tôi xin số điện thoại đi, có gì á tôi liên lạc gửi trả lời áo cho anh. Cái áo này cũng rẻ, cô không cần trả lại đâu. Chết rồi, có khi nào là tình yêu sét đánh không? Giỏi vậy. Đố em đó là bài gì? À, Kìa con bướm vàng đúng không? Anh đánh bài khác em nghe coi. Bài khác à? Ừ. Nghe cho kỹ nha. Ừ. Nữa. Anh không biết đánh piano đúng không? Mẫu người đàn ông lý tưởng của em á là phải biết đánh piano á nha. Anh không biết đánh piano nhưng mà anh biết đánh một cái này. Đánh gì? Đánh lộn mà. Đánh lộn không? Đánh lộn không? Ui, đừng quýnh. Đừng quýnh anh mà. Ủa sao thích người ta mà cứ đứng từ xa nhìn là sao vậy con? Trời ơi, con ơi, tình yêu nó giống như là một cái miếng thịt giữa một bầy thú dữ. Con hiểu không? Mà những người thợ săn tình yêu là một loại thú dữ. Đó, có nghĩa là con phải nhào vô, con giành giật, con cấu xé để con giật cái miếng thịt đó về cho mình. Thậm chí hả, khi con nhào vô con còn bị cắn ngược lại, con còn bị thân sơ tắc sở, nói chung là bị đủ thứ trên đời. Nhưng mà như vậy nó mới gọi là hương vị của tình yêu, con hiểu chưa? Dạ con cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà ai cũng có đôi có cặp hết rồi cô. 30 chưa phải là Tết, bài bạc ăn nhau lúc về sáng, ngựa chạy đường trường. Con có điện thoại. Nghe đi. Alo. Cái gì? Anh hai, em là em gái của anh chứ đâu phải con ma đâu mà anh sợ em dữ vậy? Trời ơi, đùng một cái không báo rồi tự nhiên về ai mà không sợ. Mẹ có biết chuyện này không? Được nghỉ hè nên em về thôi. Mẹ mà biết thì anh hai cũng biết rồi, còn gì bất ngờ nữa. Trời đất ơi, con Linh phải không? Đúng rồi cô, Linh em gái con nè. Trời ơi. Còn đây là cô một bạn của mẹ, nhớ không? Con chào cô. Con là không có nhớ cô rồi, nhưng mà cô là không thể nào quên con được. Trời ơi, sao mà nó dễ thương quá vậy? Lớn quá lớn con ơi. Muốn cao hơn anh mày luôn rồi đó. Ôi vừa đẹp nè, sắc sảo nè, mà lại có cái nét hiền dịu nữa. Trời ơi, chẳng bù cho hồi nhỏ con y chang cái con Kumathon á. Lại đây coi coi. Ê, đừng quên. Cái gì vậy? Ra đây coi. Ủa anh. Cô. Đúng là duyên thiệt rồi. Trời, phải công nhận má của con có phước dễ sợ luôn á. Sanh ra hai đứa con nè. Trời ơi, một trai một gái. Đứa nào cũng đẹp. Mặt mũi thì thông minh. Ôi ôi, tuấn tú coi kìa. Trời ơi, thiệt là ganh tị. Cô đừng có để cái mặt này mà nó lừa. Nó quậy ngầm đó cô. Mẹ con chịu không nổi nên mới tống ra nước ngoài á. Dạ, đâu có đâu cô. Anh hai cố tình bêu xấu con đó. Ủa?
qua nước ngoài không lâu mà sao về mắt có vấn đề ha. Nói chuyện với anh hai mà sao cứ nhìn qua phát kìa. Con à, trời đất ơi, con có một đứa em dễ thương, dễ xinh, dễ bảo như vậy á, mà hiền thục nết na như vậy. Trời ơi, cái nét của nó là rất là phúc hậu nghe, mà rất là nhẫn nhịn nha. Cô cảm giác vậy đó, thì con phải biết nâng niu em. Chứ tối ngày chọc em như vậy á, là em có vui đúng không con? Con nói thiệt với cô á, chưa bao giờ mà con thấy nó dịu dàng như vậy hết á. Cô nói con mới để ý á, chứ bình thường mà con nói câu nào lại nhảy lên nó cào mặt con rồi. Con à, cô nhìn người không có sai đâu nghe. Cô nói thiệt á, ha Phá ha, cô nhìn người á là không trật miếng nào đúng không con? Dạ đúng. Ê, tự nhiên giờ nhìn kỹ lại hai đứa nghe. Nè, đó, bé gái này với Phát nè, có cái tướng phu thê ta ơi. Thiệt, con có cảm giác giống như mẹ không? Tức là tụi con không có giống nhau, nhưng mà cái thần thái là phu thê. Ha? Linh đã lại chơi, con đi lên lầu em nè. Ủa đúng không con? Đúng không? Con có thấy giống cô không? Tụi con... Dạ, không. Không đúng đâu cô. Thôi mọi người ngồi chơi, con lên lầu. Anh hai, gì? Anh Phát ở đây hả? Hiện tại Phát, Hạnh và cô một đều ở đây. Chắc là ở đây vui lắm ha. Vui. Anh hai cho em một phòng nha. Không được, anh sẽ gọi mẹ qua đón em về bển ở. Ôi, về bển có một mình em với mẹ buồn lắm. Chứ em ở đây làm cái gì? Tính âm mưu hại anh hai này hả? Không có, lâu ngày em không có gặp anh hai nên em nhớ anh hai mà. Đừng có xạo với anh. Cô thấy như vậy nè nha, con nên để cho em ở đây, con xin với mẹ con đi. Nó ở đây nó mới vui, rồi nó bầu bạn với con Hạnh. Chứ còn bên kia nó buồn thấy mồ luôn. Có má con với nó mà má con thì đi làm tối ngày, đúng không? Nhưng mà con chỉ... Chỉ gì? Chỉ có cô là thương với hiểu em nhất. Còn anh hai hả? Nhưng mà con chỉ sợ nó làm phiền bé Hạnh thôi cô. Bé Hạnh lúc nào cũng bận hết á. Trời, con yên tâm đi, cô sẽ làm cho con Hạnh bớt bận. Alo má hả? Má nói cái gì? Anh hai, sao anh đi nói với mẹ là em suýt bị cướp? Mẹ đòi qua rước em về hoài kìa. Thì anh hai muốn tốt cho mày nên mới mát mẹ chứ bộ. Anh đúng là cái đồ anh hai trời đánh mà. Được rồi, tôi á sẽ đi ra khỏi cái căn biệt thự quý giá của anh, để anh không phải chướng tay gai mắt nữa. Tôi thật là bất hạnh khi có một người anh hai như anh á. Nói thiệt không? Anh chóng mắt mà lên coi đi. Chóng mắt? Để mày chóng mắt cái con gái yêu của mẹ nó quậy đến cỡ nào. Đi đâu? Con ngồi xuống đó. Mẹ, sao mẹ nội nóng với con gái yêu của mẹ vậy? Sao mà không nóng cho được? Về Việt Nam suýt bị cướp, không về nhà với mẹ, chạy qua nhà anh hai trốn. Anh đúng là cái thằng anh hai trời đánh mà. Ai mượn anh nói em bị cướp vậy? Chứ có sao anh nói vậy thôi. Thôi đi, hai đứa chạm mặt là gây lộn. Còn con đó, về không báo cho mẹ. Nếu mà mẹ không gặp thằng Phát á, thì mẹ cũng không biết chuyện này. Đúng là con cho mẹ một điều bất ngờ quá mà. Mẹ, sao mẹ biết anh Phát người hùng của con vậy? Sao mà không biết? Ngày nào mẹ với mẹ nó chẳng nói chuyện điện thoại với nhau. Mẹ với mẹ của anh Phát là bạn thân hả? Trời ơi, không những thân mà còn hợp tác làm ăn nữa. Chưa kể đâu, có khi sau này trở thành sư gia mẹ ha. Thôi đi, còn con lảm nhảm cái gì vậy? Đứng lên theo mẹ về ngay. Thôi con không về đâu. Xong việc rồi con về với mẹ nha. Con làm gì có công ăn công chuyện mà không về. Mẹ nói á, mẹ với mẹ của anh Phát là bạn thân của nhau. Ừ. Thì mẹ phải để con ở lại căn biệt thự của anh hai. Để làm cái gì? Thì con thích anh Phát, con sẽ biến anh Phát trở thành con rể của mẹ. Lúc đó mẹ với cô Diễm sẽ trở thành xuôi gia của nhau. Công ăn chuyện làm của mẹ sẽ thuận lợi biết mấy. Thôi được,
Nếu mà con nói như vậy á, từ bây giờ á, con phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Dạ. Để cho mẹ khỏi lo lắng, mọi việc được ổn thỏa, từ hôm nay mẹ sẽ cho con một trợ lý đắc lực.